Kính chào quý vị, hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 8 năm 2019. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình thời sự 18 giờ 30 tối nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh Long An chúc mừng ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng và còn rất khiêm tốn. Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52. Bây giờ mời quý vị theo dõi phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 1 tháng 8, Ban Thường vụ tỉnh Long An tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạnh đã trao quyết định chỉ định tham gia làm ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với hai đồng chí là ông Phan Nhân Duy, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư quyền quỹ quyền Đức Hòa và ông Quỳnh Minh Phúc, giám đốc sở y tế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 năm 2019. Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạnh chúc mừng hai đồng chí vừa được chỉ định tham gia làm ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh. Ông nhấn mạnh, đây là kinh dự nhưng đồng thời cũng là trọng trách lớn. Do đó, đề nghị đồng chí Phan Nhân Duy và đồng chí Quỳnh Minh Phúc tiếp tục phát huy tinh thần cương mẫu, năng lực, tư duy lãnh đạo để củng cố xây dựng nội bộ đoàn kết, hoạt động đồng bộ hiệu quả, đưa đơn vị địa phương mình phụ trách đạt nhiều kết quả tích cực và phải thực sự bứt phá đi lên các đồng chí được chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh cũng đã bày tỏ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, cộng đồng trách nhiệm cùng tập thể ban chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng trong sáng nay ngày 1 tháng 8, đúng vào dịp kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng 1 tháng 8 1930, 1 tháng 8 năm 2019, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy ông Nguyễn Giang Được, đã đến tặng qua chúc mừng cán bộ công chức ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tặng lãnh qua tươi thắm và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ công chức đang công tác trong ngành tuyên giáo của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Văn Được nhấn mạnh ý nghĩa chính trị, tư tưởng văn hóa và vai trò đặc biệt của công tác tuyên giáo lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất và có tầm quan trọng hàng đầu đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của công tác tuyên giáo của Đảng trong thời gian qua đồng thời mong muốn thời gian tới đội ngũ cán bộ công chức ngành tuyên giáo tiếp tục phấn đấu làm tốt công tác tham mưu chủ động nắm bắt thông tin phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền và các cấp ngành trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy đối với ngành Tuyên giáo. Đồng chí Đinh Ngọc Lâm, trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí ý thức rất rõ nhiệm vụ trách nhiệm của mình và hứa sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển đi lên của tỉnh. Thưa quý vị, trong những năm qua, công tác tuyên giáo của tỉnh đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, 1 tháng 8, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đã có cuộc phỏng vấn ông Đinh Ngọc Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, về phát huy vai trò của công tác tuyên giáo trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào đồng chí ạ. Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Xin đồng chí cho biết là những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo trong thời gian qua. Thời gian qua, công tác tuyên giáo từ nhà có nhiều dấu ấn đậm nét thể hiện trên năm khía cạnh cụ thể như sau. Thứ nhất, công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, tuyên truyền miệng, tuyên truyền văn bản, tuyên truyền trên mạng xã hội và định hướng tuyên truyền trên báo chí. Đổi mới về nội dung và hình thức, đa dạng hóa các kênh thông tin, các hình thức tuyên truyền, nắm chắc diễn biến tâm trạng tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân xung kích chủ động đương đầu với những vấn đề nóng, phức tạp, nhạy cảm, biến động các quan điểm sai trái thù địch các vụ việc giải tỏa đền bù tái định cư đình công đảng công. Thứ hai, công tác lý luận chính trị có nhiều đổi mới, chất lượng công tác triển khai quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng được nâng cao. Có sự đổi mới về nội dung và hình thức ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác triển khai quán triệt chất lượng công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức và giáo dục lý luận chính trị trong Đảng được nâng cao bước đầu có những đề tài nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn cơ sở giải đáp được những vấn đề thực tiễn đặt ra thứ ba công tác thông tin đối ngoại và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được xem là một trong những thế mạnh của tỉnh Long An đặc biệt là công tác đấu tranh phản bác trên môi trường mạng xã hội trong 6 tháng năm 2019, lực lượng đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của tỉnh đã có đấu tranh phối hợp, đấu tranh góp phần, phản bác, ngăn chặn vô hiệu hóa hàng trăm trang tin bài có nội dung sai trái, xuyên tạc, kích động, góp phần, nâng cao vị thế hình ảnh của tỉnh nhà. Thứ tư, tham mưu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng gắn với nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên thứ năm công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trong khối có phần tham mưu cấp ủy, chỉ đạo, định hướng, giải quyết các vấn đề, vụ việc phát sinh liên quan đến khối khoa giáo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tác, quảng bá, ngày càng phong phú về đề tài, đa dạng về hình thức, đáp ứng được phần lớn nhu cầu đời sống, tinh thần của nhân dân. Công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản và giáo dục lịch sử địa phương tiếp tục được thực hiện có nền nếp. Điển hình phải kể đến là công trình biên soạn tập sách Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tỉnh Long An giai đoạn 2001-2015. Trong bối cảnh tình hình trên thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, ông có thể chia sẻ phương hướng và nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới ạ? Thời gian qua, toàn thể hệ thống tuyên giáo từ nhà cần tập trung thực hiện có hiệu quả năm nhóm công việc trọng tâm sau đây. Thứ nhất, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng thứ hai tuyên truyền 50 năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh gắn với việc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức hồ chí minh nghị quyết 18 19 của ban chấp hành trung ương khóa 12 và đề án 02 của tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy thứ hai là tuyên truyền 50 năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh gắn với việc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết số 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và đề án 02 của tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Thứ ba là tập trung tuyên truyền về tình hình biển Đông thời gian gần đây, định hướng dư luận, kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bình tĩnh, sáng suốt, không mắc mưu, không tạo cái hở để các thức lực thù địch lợi dụng gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương khẳng định lập trường nhất quán của đảng và nhà nước ta là kiên quyết kiên trì giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước gắn liền với bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lấy hợp pháp chính đáng trên biển của tổ quốc tuyên truyền về những tác động của chiến tranh thương mại mỹ trung và những vấn đề có khả năng trở thành điểm nóng trên địa bàn như bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, đình công, lãng công của công nhân trong các khu cụm công nghiệp. Thứ tư là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, của địa phương, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 30 năm ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tăng cường các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tất cả các mặt trận, trong đó chú trọng không gian mạng. Thứ năm là thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về đại hội đảng các cấp và tham mưu giúp việc cấp ủy làm tốt công tác định hướng tư tưởng, chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho đại đảng cấp cấp theo tinh thần chỉ thị 3 năm của Bộ Chính trị và chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy là người gắn bó với công tác tuyên giáo. Theo đồng chí thì trách nhiệm cũng như yêu cầu của người làm công tác tuyên giáo là như thế nào, nhất là trong tình hình hiện nay? Quan điểm công tác tuyên giáo phải đi trước một bước. Theo đó yêu cầu chung là phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo giỏi về chuyên môn, tinh thông về nhiệm vụ, vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, chủ động, nhạy bén xung kích, có tư tưởng độc lập, có khả năng phân tích và dự báo chính xác tình hình. Nói được làm được Nói ít làm nhiều Phải biết nghe dân nói Nói dân hiểu Và làm dân tin Để có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu Và nhiệm vụ công tác Trong giai đoạn hiện nay Một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi phong trấn ngày hôm nay Xin cảm ơn Ngày 31 tháng 7 năm 2019, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn trị, quyền Bình Lức, gồm ông Nguyễn Trang Trược, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy, ông Tô Quả Bình, có buổi tiếp xúc với 70 cử tri xã Thành Đức, huyện Bến Lức sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9. Tại buổi tiếp xúc có 12 ý kiến của cử tri xoay quanh các vấn đề về đất đai, an ninh trật tự, môi trường nông thôn. Trong đó nhiều ý kiến đề nghị các cấp chính quyền cần niêm yết công khai chỉ tiêu phân bổ nhu cầu sử dụng đất tại trụ sở hành chính để người dân nắm bắt và đăng ký khi có nhu cầu. Xử lý trực để tệ nạn xã hội các quán và khác gian quốc lộ 1, cần đưa ra xử lý nghiêm đối với trường hợp dứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường. Sau phần giải trình các ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của lãnh đạo quyền xã, thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Dân Được tiếp thu giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời ghi nhận để phản ánh trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đơn vị số 5 gồm ông Trần Kim Lân, ông Trần Minh Mẫn và ông Trần Văn Nghị đã có buổi tiếp xúc với trên 80 cử tri của Tân Khánh, Khánh Hậu, phường 4 và xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri có nhiều ý kiến kiến nghị về các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội như có ý kiến về đền bù, giải tỏa tới định cư tuyến đường, đường dành đai thành phố, việc chỉnh trang đô thị của thành phố còn nhiều bất cập. Cử tri phường Khánh Hậu và An Vĩnh Ngãi đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét chế độ tiền lương của cán bộ bán chuyên trách xã phường Hiện nay tình trạng kem bán cá rất nhiều cử tri đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm. Cử tri phường Tân Khánh và Khánh Hậu đề nghị tỉnh gắn chốt đèn xanh, đỏ dọc quốc lộ và đường Trần Văn Đấu. Trên địa bàn thành phố hiện nay tình trạng ngập úng ở nhiều nơi, đề nghị thành phố có hướng giải quyết. Việc quy hoạch các công trình không nên kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri phường 4, phường Tân Khánh, Khánh Hậu đề nghị thành phố giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự để thành phố sớm lên đô thị loại 2. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải trình một số ý kiến của cử tri trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri để phản ánh trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Tối ngày 31 tháng 7, Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc hội thi đàn ca tài tử Nam Bộ, tỉnh Long An năm 2019 với chủ đề xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phạm Tấn Quà đến dự. Hội thi đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An năm 2019 được diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 đến 31 tháng 7 với sự tham gia của 150 thí sinh tài tử đờn, tài tử ca. Nội dung các tác phẩm dự thi ca ngợi đảng bác hồ xây dựng nông thôn mới. Hội thi góp phần tạo sân chơi lành mạnh bổ ích tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Kết quả ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho quyền thủ thừa, một quá và thành phố Tân An đồng giải nhì. Cần Chuột, Đức Huệ, và Châu Thành, Đồng Giải Ba. Sáng nay ngày 1 tháng 8 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm ngành tài nguyên và môi trường. 6 tháng đầu năm 2019, kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo diện mặt thời gian tiến độ theo yêu cầu về công tác quản lý đất đai đã điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020, tỉnh Long An được chính phủ phê duyệt. Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư được kiện toàn nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Các chứng mắt đối với một dự án cụ thể bước đầu được tháo gỡ, tiến độ bồi thường chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã có 47 dự án có bố trí nền cho người dân tái định cư với tổng diện tích gần 1.200 hectare. Tập trung tại các huyện cần Duộc, Cần Đức, Bến Lức, Đức Hòa, Tân Trụ Thủ Thừa và thành phố Tân An. Tổng số nền bố trí tái định cư trên địa bàn tỉnh là 18.553 nền, số nền đã giao cho người dân là trên 17.200 nền. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vẫn còn một số tồn tại như công tác bồi thường và phóng mặt bằng và tái định cư còn chậm tiến độ, công tác bồi thường kéo dài gây lãng phí đất, một số huyện còn chậm xây dựng kế hoạch phê duyệt phương án cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính đối với các hồ sơ còn tồn động trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. Tình trạng diệt lớn chiếm đất công tại một số địa phương chưa dứt điểm, vấn đề ô nhiễm môi trường trong các khu cụm công nghiệp tại một số địa phương vẫn còn diễn ra. Rác sinh hoạt vẫn chưa được thu gom trực để gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Trong 6 tháng cuối năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung tháo gỡ các khó khăn hạn chế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ra soát và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI, kịp thời ban hành văn bản quy định hướng dẫn phù hợp với tình hình quản lý thực tế tại địa phương, tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng công tác bồi thường nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Chương trình được tiếp tục với một số thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 7 tại Yên Bái, cụm thi đua số 1 Ban Nội chính Trung ương tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và hội nghị chuyên đề tham nhũng vặt, nhận diện và giải pháp phòng chống với sự tham dự của lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đại diện Ban Nội chính tỉnh ủy 14 tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 14 tỉnh trong cụm thi đua số 1 ổn định và giữ vững. Các cơ quan chức năng khởi tố 33 vụ, 68 bị can về hành vi tham nhũng. Các địa phương cũng đã thực hiện 45 cuộc kiểm tra giám sát về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng theo chương trình công tác. Trong đó tập trung kiểm tra giám sát vào các lĩnh vực công tác dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Về phòng chống tham nhũng chặt, qua 6 tháng đã phát hiện đề nghị xử lý hai vụ án, hai hành vi tham nhũng chặt và 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, đã kiến nghị chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. Chia sẻ tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, kết quả công tác phòng chống tham nhũng giặc còn rất khiêm tốn. Hiện tại chỉ có hai tỉnh phát hiện ra hành vi tham nhũng giặc và chuyển cơ quan chức năng xử lý là Lào Cai và Thái Nguyên. Trong đó, nhiều tỉnh trong báo cáo 6 tháng là không phát hiện ra tham nhũng giặc. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận các giải pháp nhằm hoàn thành 100% các nội dung công việc đề ra trong năm 2019, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng giặc.